Đặc biệt thịt heo mình mổ là còn nóng, mình về không rửa nha các bạn. Rửa là bị chua. Rửa là bị chua lại nha. Đó, làm xong rồi người ta mổ xong rồi mình về mình làm luôn. Thịt mà cũng giật bạc luôn. Tùy theo mình ăn dày hay mình ăn bự nha các bạn. Lạng mỡ luôn hả? Xẻ này ra đi. Xẻ ra. Giờ này béo lắm nè. Ôi, sắc miếng nào miếng đó ra đẹp gì đâu ta. Dâu của siêu thị đâu. Dâu siêu thị nó cũng lột luôn rồi. Nó chịu rồi, dâu siêu thị nó chịu rồi. Thịt nạc này là phải pha 200g mỡ này. Một ký thịt nạc vậy nè, pha 200g mỡ này rồi trộn rồi làm lạc xưởng. Sắt nạc thôi, hạt thịt tươi thịt nữa sau này trộn lại. Mỡ. Bao tay cắt thịt không tốt. Thôi, cầm sao sắt thịt sạch rồi nha. Rửa đồ mình lai bôi không ha, một hũ lôi cả. Chai lai bôi chứ được nó một hũ. Ê câu này hai nó sủa dưới kìa. Tùm la để nó giống chỗ mày nha. Quá bị cục quá à ra. Này giống chuột quá tu. Chuột á. Mềm. Thịt con heo rất là chuột. Nhưng mà cái cây này người ta gọi là ba con chuột. Chuột của con heo. Nó rõ ràng con chuột quá tu. Chuột tu. Ba biết ngoài. Ba tưởng là con chuột bằng thật sự chết luôn đó chứ. Cái gì nữa, nói chuột á. Thịt này là mềm lắm nha các bạn. Ăn bậy bạ chứ. Ăn nhà hát nha.
thường thường ta làm lạp xưởng ta làm thịt đùi chứ đấy đâu có, còn mình là làm cho thịt sườn cốt lết vậy á, mỡ nó mềm. Có ở nhà ăn không? Ở nhà Nhâm nói với ba vậy, tối đêm nào cũng cha cay cay con, thằng Nhâm còn không có ăn lạp xưởng hoài. Nó đem ra nó lấy thỉa ra con bông nướng, còn mấy giờ tối nó nướng lụi cây ổng cây ăn vậy. Chắc không rồi nha. Hồi còn sắc sợi lại nữa mổ. Trời ơi. Hồi năm nay làm cực lắm chứ đâu phải ấy đâu. Giò hả? Giò cũng phải giống như là làm cái gì. Ý quý của mình có biết làm y thịt như Thánh Thiến nó làm ngon lắm. Giò hủ hả? Ừ. Cái đó nó làm ngon nó tốt vậy. Kêu nó qua làm đó mình nó quý gần Tết quý. Hả? Bao tay sạch rồi, bao chiên hồi dồn thịt lấy bao tay. Thích vậy đó. Ừ. Dầu nếp, gia vị nó gồm là muối. Nhiều muối đây nha. Mặn không? Không, chút vừa ăn thịt nhiều muối. Rồi nếm thử nha. Đây đường với bột ngọt mình nó trộn lại rồi. Cho nó vào luôn. À. Đây hành phi với lại tiêu đen nguyên hộp. Tiêu sò hả? Tiêu sò màu trắng đây. Đây là rượu, bí quyết trả tiền của nhà mình nha. À. Ai có nhu cầu thì liên hệ với sư Đức Tú nha. Còn ở đây là ớt xanh, bỏ vô cho nó thơm. À, 200.000 một ký các bạn, chưa bao ship. Cứ đặt đi, sư Đức biết sẽ làm. Đặt là 4 ngày mới có nghe, chứ không đặt có liền nha. Không, xong không có free ship đâu nha. À. Là 4 ngày mới có, mới khô làm sưởng. Hàm chất lượng đàng hoàng luôn. À. Tú sẽ làm, xin biết Tú sẽ làm không free ship nha các bạn. À, 200.000 một ký. Không có lời nhiều đâu, hôm nay thịt nó mắc quá. Thật rẻ là mình phi ship ha. Cộng với nó đều lên. Ướp chừng bao nhiêu lâu rồi mới vô dồn Tú? Cái này đâu có cần á, trộn nó đều như vậy là mình dồn như đó rồi. Đâu có cần phải để cho nó thấm gì đâu, thịt mình cắt nó nhỏ rồi mà. Từng sợi một. Đều cho nó tan gia vị ra. Đó, xem với túi giờ là cộng. Cái đều đấy, khúc mặn, khúc ngọt. Khúc lạc, chết luôn. Giờ rượu mình đổ vô. Xong mình nhúng nó vô cho rượu nó mềm. Mình sẽ đi vô. Làm bằng rượu. Nó nướng nó bấy vậy. Là nó bị chua, là sớm. Nó bấy luôn. Rồi. Rồi. Rồi, dưng vô rượu đó uống đi. Nồi 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 luôn các bạn. Mình phải bích lại một đầu nha. Đi dồn nó chả xuống hết, đứng dồn tới chiều luôn. Cái dồn từ tên, nó dồn hoài, hoài có con dây nó dồn hoài tới chiều luôn, không thấy sâu. Với ruột người ta đã sơn sẵn rồi. Mà cái lấy đũa chọt quá. Không thấy tay dồn. Hay gì? Bớt tốt, thiệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này trên tư trên ba mình vậy. Tôi làm cái nhà bắt hai ông đó vô. Này ông kêu ai ông đó vậy vô. Chứ hồi đó đâu có vô lọt sữa hả Quý? Tại anh Tư với anh ba phải không Quý? Chứ hồi còn nhỏ ở đâu hả ai? Thằng Nhâm tỉnh gần chết. Tết nó sợ gần chết luôn rồi. Chứ làm bước me. Bước me con có làm? Bước me cũng cực nữa hả? Trời ơi bước me cực dữ lắm á. Nó chuột nó vừa ghê không? Mình ăn gì nó vừa vừa luôn nè. Nó có bự quá. Quá. Ngân thôi, cái ruột này nó cũng nhỏ dễ còn. Cái ruột kia nó bự. Ruột này mình đã sơn rồi các bạn, xăm rồi đó nha. Không xăm nữa, xăm nữa rồi nó bung luôn á. Cho nên có làm á, mình ra chợ anh mua làm cho nó tiện chứ đừng có mua ruột tươi gì làm cực. Cái ruột tươi á, mua cái nó bị chán là làm ra khúc. Nào khúc đấy. Ừ, không dạ. Nó có đều như ruột này. Sao bị mưa làm nó ngủ trời trời làm đây chưa rồi. Cần cái mua được tươi về phải cạo, rửa lại, phải phơi. Thổi phơi. Để tươi làm luôn. Rồi xong rồi đó các bạn. Thành phẩm. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ siêu thị Đức Tú nha. Cho điện thoại. Xin liên hệ luôn hả? 200.000 ký chưa phi ship. Cái gì ở dưới mình lạnh nha. Cái gì liên hệ mình ha. Không có phi ship nha. Không ở gần khu vực mình phi ship. Ở trong xã thì phi ship. Ra khỏi xã là không phi ship nha. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Nhanh lên nào để hết hàng nha. Tại vì này tới 4 ngày mới có hàng chứ không có liền đâu. Muốn ăn phải có 4 ngày bây giờ tới. Làm này tới 4 ngày. Tết rồi mua lạp xưởng về. Để tủ lạnh để lâu được. Chứ không phải là mình ăn trong vòng nhiêu á. Bảo đảm trong mấy tháng á. Hai tháng à, để rồi nó hơi dầu. Tháng 2 tháng gì. Trời ơi, siêu đồ bếp mà hỏi ngược lại nữa trời, đại đồ bếp. Trời, có nhiều cái cũng chưa biết. Ủa, nấu mà làm mà đã sao không biết luôn hả? Mình phơi xong rồi đó các bạn, mình bỏ vô ngăn máy tủ lạnh á. Muốn ăn gì nào lấy, trong vòng bảo hành chừng 1 tháng. Tháng còn ngon chứ 2 tháng là để lâu. Hôi dầu. Hôi dầu chứ cũng ăn vậy nhưng mà nó ngon, tháng đầu là ngon. Mà lạc sử này mà các bạn đổ được 1 tháng không? Từng dầu, từng lễ. Chứ siêu đồ bếp Tú là không tới đó các bạn. Ngày nào cũng ra vô quất cây hai cây hai cây cây lên rồi mà này bữa nó lấy cái đũa chọt nó nhanh lắm. Đây có cái đũa đây đũa này xài hoài hết à. Không mòn luôn mà nhỏ nhớ nhét cái muỗng vô ha, đẩy nó vô sao mày tiên tiến được cái quặng. Rồi đại đầu bếp nay làm chậm quá nha. Đại đầu bếp nay làm chậm quá các bạn ơi. Già rồi. Nó lục nghề, nó làm mò chứ không có lục nghề nhà. Mấy cái phụ này là đại đầu bếp không có làm đâu. Đại đầu bếp chỉ làm cái chấm thôi. Cái phụ này chỉ để mấy người vòng vòng ngoài như là siêu đầu bếp. À nè chưa xong kéo xuống hết lượt con đi Tú rồi còn chút xíu thôi đâu có chịu không con đẩy này dễ hơn á chứ đẩy lên đó là nửa ái lại con đẩy nó đây trước đây vậy á dễ hơn thấy chưa hồi nó dai quá nó mềm quá bứt luôn ngang luôn đẩy trước đây á vút vút hồi cái bật cái cười đã thôi miệng tươi quá ha. Bình thường thôi, đâu có gì đâu. Mới sáng ăn gì chưa Quý? Mới ăn tô bì bún. Ngồi ăn đập bây giờ. Tô bì bún là 12 ngàn.
Mang 14 cần liên hệ mình ship luôn. Ship gần chứ sao? Không mà ship trong ngày nha. Viết giờ gì cũng lên bán được trơn rồi. Đau tay không Tú? Không. Không. Chứ chừng có dầm đó nghe. Đó. Bây giờ nó muốn ăn đập thiệt rồi nè. Sáng ăn 14 chưa no. Ăn mới đập. Cái này cho như chuông kỳ chơi giọng này. Cái kỳ làm thử. Từ đứng mà chuyển qua ngồi luôn các bạn. Ngồi lên đây làm cho nó dễ luôn. Còn chưa, còn thắt lại nữa mà. Trời ơi. Thôi. Quá cột quá trời. Thôi à, đừng nói thừa nha. Ôi trời ơi. Gì vậy Tú? Không. Không nghe. Người ta nụt cái hột nụt nữa, Tú nụt con nụt cái không được á. Quay sao quá, không biết nè. Bậy không? Cái này nằm hả? Thôi vậy đó. Tú coi coi Di Thông nghe thấy chưa, ta nụt hai nụt. Nụt sao? Nụt một lần nữa. Chị rồi làm sao nữa? Nụt một lần nữa. Quấn lại. Một lần nữa. Quấn lại. Ừ. Một lần nữa rồi rút ra. Dễ ừ, kéo lên rồi. Buông. Rồi đó. Là hai nụt rồi, được rồi. Rồi bây giờ sư đồ bếp Tú sẽ nơ lạc xưởng qua, nhúng vào nước ấm. Nước nóng mà phai với nước lạnh. Miếng rượu nha. Rượu nãy á, ấy rượu còn á các bạn. Đó. Mình làm này xong mình đem đi phơi liền nha. Đó. Như vậy mình chần cho nó sạch. Chứ nó không có bị chua. Không Tú. Chứ nữa không bị móc đâu các bạn ơi. Đó. Rồi bắt đầu xỏ cây. Cây. Chà. Nó nhẹ quá. Rồi, cây đâu, cây đây, cây này, cây này, cây này. Xỏ cái xỏ từ từ mới được. Lũi nó vô đi. Đi rồi. Đem lên trước hả? Lũi đây đi, đem lên trước luôn. Đi rồi. Lũi vô hồi nãy đẹp chưa ta? Đi rồi đây. Cho con đi rồi. Để quý cầm chăn khúc rồi Tú lũi đằng đẳng đi. Đi rồi. Đợi chút đi con. Trời ơi, không biết đường đâu mà ngắm vô. Cây chó. Ngắm hoa lệ rơi nha. Của hoa Vinh. Đó. Wow. Cái gì cũng đẹp đây. Ừ. Đẹp chưa? Đẹp. Đẹp quá. Đẹp. Ừ, mẹ Tú kỳ làm phải đẹp chứ. Đó. Đó. Wow. Mê chưa các bạn? Chứ mình là mình mê rồi đó. Ủa gì kỳ vậy Tú? Hoa kể đi. Để đây, để đi. Thì muốn lên đó rồi. Lên đâu con? Thôi. Thôi con đứng đó đi. Thôi, giao hoa ngoại đi, bà nội đi, cho bà nội đi, bà nội chơi kìa. Kéo về kia qua. Kéo qua đây nè Tú, kéo đây nè. Bỏ đại đi, đâu có gì đâu. Trời ơi, Tú mỏi tay quá. Nè. Rồi, nè bây giờ Tú lên phơi. Nè, cầm hai tay đồng kia nữa. Đem lên trước phơi. Nè, để lên. Phơi thì lụm tàn. Ừ. Đó, sư đĩa Tú đem ra phơi nắng. Sắp sửa lại cho nó ngay đều đẹp để hồi chó lên táp ăn hết. Trời là quý. Dạ. Đó. Thấy mê chưa các bạn? À, này Tú với má không làm cũng hết. Trời, wow, lạc xưởng này đã ngon rồi các bạn. Bốn ngày nắng thôi. Đem vô. Rồi, đem vô.
chuẩn bị đón cái xuân này nha các bạn. Đây có gì liên hệ tôi.